Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất. Đây là lần thứ hai cơ quan này phải phát đi cảnh báo cao nhất bởi một nửa diện tích đất nước chìm trong những ngày nắng nóng kéo dài. Cập nhật thông tin từ phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Những hình thái thời tiết cực đoan khác nhau xảy ra thường xuyên hơn. Như thành phố Bắc Kinh nhiều ngày mưa bất thường thì từ đầu năm đến nay, thành phố Thượng Hải ghi nhận 6 ngày nắng nóng trên 40 độ. Trong khi 150 năm qua, thành phố 25 triệu dân này chỉ có 20 ngày nắng nóng trên 40 độ. Riêng ngày 11 tháng 8, nhiệt độ đo được là 40,6 độ C. Một số khu vực tại Thiểm Tây, An Huy, Thượng Hải, Hồ Bắc, Chiết Giang, Tứ Xuyên vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến cho mực nước ở dòng chính của sông Trường Giang, Hồ Phàn Dương xuống thấp hiếm có, khiến cả triệu nông dân bị ảnh hưởng do hạn hán. Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp hạn hán cấp độ 4 ở 6 tỉnh thành. Một số địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp hạn chế sử dụng điện, thậm chí là cắt điện sản xuất để đảm bảo điện sinh hoạt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp chống nóng, tạm dừng các hoạt động ngoài trời, phòng chống cháy nổ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, do áp cao cận nhiệt đới mạnh, đợt nắng nóng sẽ tiếp tục thiêu đốt các tỉnh thành đồng bằng sông Trường Giang trong những ngày tới. Trong khi nắng nóng hoành hành ở nhiều địa phương, thì một trận lũ quét tại tỉnh Tứ Xuyên đến chiều qua đã có 7 người chết. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Còn tại nước ta, thời điểm này đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào mùa lũ. Đây là lũ tự nhiên hàng năm, người dân rất ngóng chờ để có nước tưới tiêu hay là săn bắt sản vật theo con lũ. Dự báo năm nay, nước lũ ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt đỉnh vào khoảng nửa cuối tháng 10. Phóng viên Vĩnh Phúc đang có mặt tại tỉnh Đồng Tháp sẽ thông tin rõ hơn. Thưa anh Vĩnh Phúc ạ, thời điểm này thì người dân vùng đồng nguồn sông Cửu Long chuẩn bị như thế nào cho mùa lũ năm nay rồi ạ? Tranh thủ cày xới đất sông. Dân, bà con trồng lúa thì đang rất sẵn sàng đón lũ về. Như cánh đồng rộng hàng trăm hecta này, những ngày qua bà con cũng tranh thủ cày xới đất xong. Những miệng cống cũng đã mở ra để sẵn sàng đón nước lũ tràn đồng. Năm nay thì tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ xả lũ với diện tích khoảng 88.000 hecta. Mục đích là để đất được bù đắp phù sa và cắt đứt những mầm bệnh tồn động qua nhiều năm canh tác. Để bù đắp lại phần thu nhập bị mất do không canh tác lúa vụ ba, bà con sẽ thả cá tôm càng xanh trên đồng. Đối với những hộ sống bằng nghề đánh bắt tôm cá thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ngư lưới cụ, bởi khi con nước về thì sẽ mang theo rất là nhiều tôm cá tự nhiên. Những loại rau đặc sản như bông súng, bông điên điển cũng sinh sôi theo con nước, bà con sẽ hái và mang ra chợ bán. Thông tin chúng tôi nhận được thì tại vùng đầu nguồn tỉnh An Giang, bà con cũng bắt đầu xuống giếng để bắt cá linh. Hiện nay thì bà con đang rất mong chờ nước sẽ tràn ngập cánh đồng này, bởi nước về thì bà con sẽ có thêm thu nhập. Xin mời trường quay. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch, dòng nước sậm màu từ thượng nguồn đổ về, các làng nghề ăn theo mùa lũ cũng bắt đầu vào vụ. Dù không còn tất bật như trước, nhưng không khí sản xuất của bà con cũng sôi động hơn năm ngoái khi con nước năm nay được dự báo sẽ cao hơn. Ghi nhận tại làng nghề Đan Lọp, Cua tại xã biên giới Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hơn nửa tháng nay, anh Hùng phải huy động hết thành viên gia đình để đan lọp cua. Nhiều hộ dân khác tại làng nghề đan lợp ấp Bình Thành B cũng gần như phải làm việc không ngơi nghỉ. Nhiều ngày, họ phải đan lợp tới tận khuya mới kịp giao cho khách hàng. Thì măng thì lợp cua lâu năm mà năm nay thì thấy lợp thì người ta mua lợp nhiều hơn. Mà gia đình lại măng không kịp. Có số lượng đưa người ta đặt, người 500, người 600. Rồi hiện bây giờ là người ta mua dạo mà không có đủ lợp bán. Xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp từ lâu đã nổi tiếng với nghề đan lợp cua mỗi khi vào mùa lũ. Trước đây có đến hàng trăm hộ tham gia sản xuất. Tuy nhiên, những năm qua lũ về ít nên số hộ vẫn bám trụ với nghề này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tình hình của cái làng nghề lợp cua này nó phụ thuộc vào cái con nước rất là lớn. Khi mà lũ về sớm mà về nhiều thì cái đặt được cua nhiều nên cái người dân người ta mua lợp nhiều thì bà con sản xuất được nhiều. Sau khi hoàn thiện, mỗi chiếc lợp như thế này được bán với giá 28.000 đồng. Hiện người dân vùng đầu nguồn đang mong chờ con nước tràn đồng. Bà con làm nghề đan lợp cũng sẽ có thêm nhiều đơn hàng mới.